Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Đáng chú ý là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 theo 6 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí thứ 6 là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín, không bán rượu bia. Khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10, thành phố hiện đang ở cấp độ 2. Tại 22 địa phương cấp quận, huyện, thành phố, 9 đơn vị đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới. 12 địa phương đạt cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. 1 địa phương ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao.